Đó là một trong những cái mẫu từ form dáng, từ chất lượng hay là từ bài đánh à, Ngọc Japan thấy nó rất là phù Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan à, Ngày hôm nay thì Ngọc Japan lên à, video giới thiệu với các bạn cái mẫu ghế massage thuộc phân khúc tầm 30 triệu à, Thì như các bạn cũng đã theo dõi kênh của Ngọc Japan rất là nhiều rồi À, thì hiện tại thì một trong những cái mẫu ghế bán chạy nhất tại ngọc japan thì vẫn là cái, những cái mẫu ghế thuộc phân khúc tầm trung à, bởi vì với cái tầm phân khúc 30 triệu này thì mọi người à, bỏ ra số tiền nó không quá nhiều để có thể sở hữu được một chiếc ghế massage để chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình bởi vì những chiếc ghế nó mới nó rơi khoảng độ tầm hơn trăm triệu hay là tám chín mươi triệu thì không phải ai cũng có điều kiện để chúng ta có thể bỏ ra mặc dù chúng ta cũng rất thích những chiếc ghế như vậy thì với chiếc ghế 30 triệu uh, thì dòng Furikio uh, ngọc Japan vẫn uh, chia sẻ các bạn rất là nhiều. Đó chính chiếc là chiếc AS840, một trong những cái mẫu ghế massage rất là nổi tiếng của dòng uh, Furikio. Mẫu này là một trong những cái bản mà đã có bóp vai, kéo giãn uh, cột sống, chế độ dò tìm huyệt đạo uh, kết hợp với con ăn 3D. Và quan trọng hơn, các bạn có thể thấy dòng AS840 thì đặc biệt nó sản xuất năm 2011, 2012 nhưng mà chiếc ghế của nó vẫn giữ được cái form dáng cũng như là cái hình thức rất là đẹp bởi vì cái dòng AS840 này thì từ chất liệu da cho tới uh, túi khí uh, rồi là con lăn, họ thiết kế rất là chắc chắn và dày dặn nên nó tạo ra cái độ bền cho chiếc ghế nó rất là cao với những chiếc ghế mà ngọc gia về thì bao giờ cũng là những chiếc ghế mà đã được lựa chọn cũng như là tuyển chọn rất là kỹ để làm sao mong muốn mang tới cho khách hàng những cái sản phẩm chất lượng kèm theo cái giá thành tốt nhất thì với cái bản as 840 này như các bạn có thể thấy đây thì nó có tất cả là 25 bài đánh tự động và các bài đánh vùng khác nhau thì với các bài đánh tự động thì nó bao gồm bài toàn thân bài chuyên sâu về cổ vai gáy bài chuyên sâu về nâng rồi là về hông tức là mỗi một bài đánh nó sẽ mang một cái mục đích khác nhau để cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn bởi vì có người thì lái xe nhiều thì hay đau nâng có người thì lại hay tập thể dục thể thao thì nó lại hay đau về một số cái phần cơ nào đấy thì chiếc ghế massage nó sinh ra thì nó phải có nhiều bài đánh và quan trọng hơn là sau mỗi khi chúng ta ngồi chúng ta trải nghiệm những cái bài đánh đấy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hiệu quả từ những cái chiếc ghế massage nó mang lại À, như các bạn có thấy đây là cái phần tay của dòng AS 840 ở trong thì nó thiết kế thêm cái phần nỉ để cái túi khí của nó có thể căng lên và à, ép chặt vào cái đôi bàn tay của chúng ta và đây là cái phần chân thì phần này riêng dòng 840 thì nó chưa có được con lăn ở lòng bàn chân để có con năn lòng bàn chân thì nó phải lên dòng AS 1001 tức là với phân khúc nó tầm ở trên 50 triệu thì chúng ta mới có được cái con năn tích hợp ở lòng bàn chân nhưng đánh giá của Ngọc Japan thì thực sự AS840 nó là một trong những cái mẫu từ form dáng, từ chất lượng hay là từ bài đánh à, Ngọc Japan thấy nó rất là phù hợp để cho chúng ta lựa chọn cho gia đình của mình và đặc biệt với Ngọc Japan thì các bạn hoàn toàn có thể là uh, mua về và các bạn có thể dùng trong vòng một tháng nếu các bạn cảm thấy nó không đúng như những lời Ngọc Japan nói hay là nó cảm thấy các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì các bạn hoàn toàn có thể đổi ra chiếc ghế khác mà không bị trừ bất kỳ đồng tiền nào thì cái nắp uh, nót nưng của của dòng Furikio thì bao giờ nó chia ra làm 3 nắp lót. Uh, nó may rất là dày dặn cũng như là nó tạo nên cái sự khác biệt so với những dòng ghế ở Việt Nam. Và như các bạn có thể quan sát động cơ ở đây thì uh, nó bao gồm có 4 uh, motor. Uh, mỗi một motor nó sẽ đảm nhiệm một cái vị trí cũng như một cái chức năng khác nhau để làm sao mà khi chúng ta À, trải nghiệm những chiếc ghế chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt. Và ví dụ như đây là một người đang ngồi lên và chiếc ghế nó sẽ xác định cái đường cong cơ thể của chúng ta. Sau sau đó nó sẽ đưa sâu vuốt dọc theo cái, cái cổ của chúng ta để nó xác định cái vị trí bả vai. Từ đó nó sẽ đi vào cái bài đánh à, à, phù hợp với từng người. Và đó chính là cái câu chuyện mà lý do tại sao mà những chiếc ghế mà, massage nội địa Nhật khi chúng ta trải nghiệm nó lại khác biệt như vậy. Ở Việt Nam thì thực sự nếu mà tìm được một chiếc ghế mà nó có cái cơ chế vận hành cũng như là cái bộ động cơ nó chắc chắn và dày dặn như này thì gần như là không có mấy bởi vì là người ta với cái mức tiền là họ đang đặt những cái nhà sản xuất và uh, giảm thiểu đi để làm sao cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn thì đó là cái câu chuyện của mỗi một người kinh doanh uh, ý ở đây là họ Japan muốn chia sẻ để các bạn để góc nhìn thôi và tiếp theo nữa các bạn có thể thấy với cái dòng AS840 này thì nó rất là phù hợp với form dáng của người Việt Nam chúng ta Bởi vì không phải là người Việt Nam là người quá cao Mà đặc biệt người Việt Nam thì form giống người Nhật Nên là cái thiết kế của chiếc ghế massage à, lội địa Nhật nó tương đối là phù hợp để cho chúng ta có thể lựa chọn cho à, chính những cái người Việt Nam của mình Thì à, nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc gia Ban cho số điện thoại 097 494 năm mình sẽ kết bạn Zalo và gửi ảnh chi tiết để cho các bạn có thể là lựa chọn chiếc ghế massage phù hợp với gia đình của mình và đặc biệt đây là một trong những cái mẫu ghế mà Ngọc Japan thấy nó rất là đẹp đặc biệt là chiếc IS840 mà Ngọc Japan lên video này và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy nhắn tin cho Ngọc Japan để Ngọc Japan có thể tư vấn cho các bạn một cách chi tiết hơn cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Ngọc Japan